phòng chống tác hại của rượu bia. Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của rượu bia. 1. Xúi dục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia. 2. Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia. 3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi. 4. Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu bia. 5. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, tiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập. 6. Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. 7. Quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên. 8. Cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu bia đối với sức khỏe. 9. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu bia có độ cồn từ 15 độ trở lên. Sử dụng rượu bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức. 10. Sử dụng nguyên liệu phụ gia, chất hỗ trợ, chế biến không được phép dùng trong thực phẩm, nguyên liệu phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không bảo đảm chất lượng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất pha chế rượu bia. 11. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký, bán rượu bia bằng máy bán hàng tự động. 12. Kinh doanh tàn trữ vận chuyển rượu bia giả, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu rượu bia. 13. Các hành vi bị nghiêm cấm khác liên quan đến rượu bia do luật định.